chấn động, tiên tri tiết lộ bí ẩn, sự thật bất ngờ về vận mệnh cuộc đời con giáp tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, được lộc bề trên. Càng già càng giàu sang phú quý, từ tuổi 48 trở đi, vận trình phất lên như diều gặp gió, giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh 1977 thân mến, Phật thường nói đời là bể khổ, đã là con người sinh ra trong nhân thế này. Không ai là không phải chịu khổ, bất kể là giàu sang hay nghèo hèn đều sẽ có cái khổ riêng, là không ai giống ai, bởi mỗi người mỗi số mệnh. Và ngày nay, con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mới đây nhất, theo tiết lộ chính xác 100% của các bậc thầy tử vi phương Đông, tuổi Đinh Tị sinh 1977 là người dễ thích nghi trong cuộc sống. Nhưng tuổi trẻ lại vất vả ngược xuôi, tha hương cầu thực, tuy nhiên, đến trung vận và hậu vận thì lại được hưởng lộc trời ban mà giàu nhanh chóng mặt, tiền của nhét đầy túi. Trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin kính mời quý khán giả cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi Đinh Tị sinh 1977. Để quý khán giả có thể biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào sẽ được hưởng phúc lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo như thế nào, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu chi tiết về tháng sinh phú quý, giờ sinh phát tài của mệnh chủ để chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời của mình quý khán giả nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết ngày hôm nay, ta cùng tìm hiểu đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh 1977 tuổi Đinh Tị. Đinh là thuộc hỏa, Tị thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tị là hành thổ, cho nên Đinh Tị có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tị cầm tinh con rắn trong 12 con giáp, rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tị là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tị thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tị mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh, là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tị là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tị rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng, thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tị là bộ lột xác, nên Đinh Tị rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tị trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tị là thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tị là hành thổ, cho nên Đinh Tị có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tị rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận Đinh Tị rất dễ lung lay. Họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản lĩnh của riêng mình. Đinh Tị có vận tốt, cát lợi khá lớn nên không sợ phải đói, nói năng thì rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo. Cả nam và nữ Đinh Tị khi yêu tuy có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không phải là một người chung thủy, họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra, họ còn có tính chiếm hữu cao, họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ, dẫn đến hệ lụy trong hôn nhân, luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương, tức là khi bạn chơi với Đinh Tị, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ, nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ, thì họ sẽ rất khó chịu. Những đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tị rất khôn khéo và luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Đinh Tị là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tị sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tị có tinh thần ham học hỏi,
họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tị vẫn là một điều bí ẩn ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tị làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén. Vì thế, họ giỏi trong việc kinh doanh với con mắt nhìn xa trông rộng. Đinh Tị dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tị nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tị không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tị thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tị thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tị có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tị ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai, cãi vã nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tị 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tị thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tị là thành thổ, cho nên Đinh Tị có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tị rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Đinh Tị cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tị lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn, họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tị có thể khắc phục được những nhược điểm này, thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tị có tình cảm chân thành trong tình yêu, họ luôn hết mình vì đối phương. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên trong tình yêu, đôi khi Đinh Tị có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Nữ mệnh tuổi Đinh Tị vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tị thường nhẫn nhịn, chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Nam mệnh tuổi Đinh Tị thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ trung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu, họ rất lãng mạn, cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tị luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay,
sẽ là vận trình tử vi cuộc đời của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trên các phương diện chính, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh sự nghiệp. Đinh Tỵ dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao, họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau khiến bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, trí nhớ vượt trội hơn người. Không chỉ đơn giản nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi của rất nhiều người mà bạn còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm giúp bạn rất có duyên buôn bán, chuyện kinh doanh lên như diều gặp gió, sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa. Khiến người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia, cũng có thể là những người chuyên làm về công tác tư tưởng. Tuy nhiên, nên chú ý nhiều hơn về phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng nhưng không quá thận trọng, cảnh giác chứ không phải là nghi kỵ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Về phương diện tài lộc, đường tài lộc của Đinh Tỵ khá tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió, nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư, thu lợi, không phải do vất vả kinh doanh mà có, người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ, hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn về tiền bạc. Đinh Tỵ là con giáp có trí tuệ, mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú, không ai sánh bằng. Nhờ vậy sự nghiệp tài lộc của họ thường phất lên cùng lúc, họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, họ tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai, về già tích lũy được vô số của cải. Tài sản, tuổi Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, lại giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Đinh Tỵ ở phía trước, nhất là giai đoạn từ 45 đến 50 tuổi, nên nắm bắt tốt thời cơ. Ngoài ra, tuổi Đinh Tỵ rất thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tiền bạc. Họ sẽ không lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình. Càng không vay nợ ai quá lâu, tuổi Đinh Tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hiếm khi chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình, kể cả với những người thân cận. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Nam mệnh Đinh Tỵ thường theo đuổi tình yêu nồng nhiệt và tràn đầy kích thích. Trong cuộc đời Đinh Tỵ không thiếu yến oanh vây quanh, họ là mẫu người phong lưu điển hình. Họ biết cách dùng hành động đơn giản để biểu đạt tình cảm, cũng giỏi nắm bắt tâm tư con gái, nói là sát thủ tình trường cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nên người khác đôi khi khó hiểu được suy nghĩ nội tâm của họ là gì, khó tìm được người tri âm, tri kỷ. Nữ mệnh Đinh Tỵ khi đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thời thơ ấu lớn lên trong môi trường tốt, gia đình yên ấm, tuy tới tuổi trung niên gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá lớn. Xét về nhân duyên cuộc đời tuổi Đinh Tỵ. Nếu nam Đinh Tỵ sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi hạnh phúc, hôn nhân. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và tháng 10 âm lịch, thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch, bạn sẽ có 3 lần thay đổi vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Còn nữ mạng tuổi Đinh Tỵ thì cuộc đời có nhiều thương đau vào tiền vận, cuộc sống luôn luôn bị đảo lộn, nhiều suy tư sầu muộn. Tuy nhiên vào trung vận thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi, gia đạo cũng có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe. Đinh Tỵ ngũ hành thuộc thổ, vì thế Đinh Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, tránh làm việc lao lực, kích động quá mức, hay suy nghĩ mất ngủ triền miên, khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm, bởi việc đó khiến cho tâm hỏa thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Đinh Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ.
Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Theo luận đoán tử vi chọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 89 tuổi. Những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Sau đây là vận mệnh tử vi của cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Tý. Cát lành mãn đường, hỷ sự lâm môn, chuyện vui chuyện lành không tránh được, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc vượng phát, tuy nhiên nên hạn chế dùng cảm xúc vào công việc, cũng đừng đắc ý quá mà kiêu ngạo, khinh địch, nếu không sẽ phải suy nghĩ lành, lo lắng rất nhiều, cầu tài tất đắc tài, tránh xa nữ sắc thì chuyện lớn mới thành, bình an vô sự. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Sửu. Trong năm sẽ có nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự liệu xảy ra, nên cẩn trọng từ tốn thì hơn, cũng may chỉ là những phần hạn. Bạn nên chú ý vào dịp cuối xuân, cuối hạ, lập thu xong thì nguy cơ sẽ dần tiêu biến, an lành cát khánh, khỏe mạnh bình yên. Xem tử vi vận thế năm này có họa tiểu nhân ngáng đường, không may có thể phải thương vong nặng nề, nên đặc biệt chú ý an toàn. Nên hạn chế xuất hành đi xa, tránh lo chuyện bao đồng, năng hành thiện tích đức để hóa hung thành cát. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Dần. Năm này Đinh Tỵ có thể gặp họa thị phi, chuyện không may đến liên miên, kinh doanh ế ẩm, thất bát, mưu sự gặp nhiều trắc trở. May mắn là nhờ có phúc tinh chiếu rọi, chỉ lối dẫn đường, nên gặp dữ hóa lành, lại có thu hoạch ngoài dự kiến, chuyện hung hay cắt phải xem thiên mệnh, chứ không thể hoán đổi, nên mở rộng lòng khoan dung, nhân hậu, cái gì có thể bỏ qua thì chớ nên chấp nhặt, oan gia nên giải. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ gặp năm Mão. Năm này, vận thế có phần đi xuống, phải chạy đôn chạy đáo đi khắp bốn phương, chỉ vì mưu cầu danh lợi, phạm thiên cầu hung tinh, nên chuyện xui rủi thay nhau kéo tới. May mắn nhờ có phúc lành quý nhân âm thầm giúp đỡ, nên cuối cùng mới tay qua nạn khỏi, cuối năm chuyện vui tới tấp, tiền bạc gia tăng, hỷ sự cát lành. Tuy nhiên, nhìn chung thì vận tài lộc năm Mão cũng không được như ý, gặp nhiều cản trở, cần giữ ý chí và dũng khí tiến lên. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Thìn. Trong năm thuận buồm xuôi gió, xuất hành gặp được chuyện lành, kinh doanh phát tài phát lộc, song tuế giác bệnh phù không thể tránh, cát tinh thiên hỷ xuất hiện, kịp thời hóa giải điểm hung, chuyện tiền bạc không cần quá lo phiền, sự nghiệp thăng tiến, tuy nhiên, khi gặp chuyện nên bình tĩnh, năng đi đền chùa cầu Phật hóa an. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Tỵ. Trong năm sẽ có nhiều chuyện ngược ý nảy sinh, kết giao bạn bè nên cẩn trọng, nên nhớ chi nhân chi di bất chi tâm, đừng nên quá tin người. Cuối năm này, mệnh chủ phạm thái tuế, thất bại triền miên, tinh thần bất ổn, tâm trạng không yên, sự nghiệp nên lấy lui làm tiến, tùy cơ ứng biến mới được an lành. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Ngọ. Năm này Đinh Tỵ gặp đủ chuyện xui rủi, tinh thần không yên, có khi phải lưu lạc nơi đất khách quê người, nữ mệnh chủ yếu sinh đẻ dễ mắc bệnh hậu sản, nên làm nhiều việc để hóa giữ thành an, chuyển bại thành thắng, cuối năm nên mạnh dạn nắm bắt thời cơ, tấn công bất ngờ, chắc chắn có thể có thu hoạch lớn, vận thế nhiều điều hung hiểm nên chú ý đề phòng, cẩn thận ứng phó, chớ tham lam mà hối hận không nguôi. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Mùi. Đầu năm trắc trở, giữa năm hóa giải, cuối năm bình an, được thua mỗi thứ một nửa, vận thế có lên có xuống, sự nghiệp thành công, nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, xử lý tốt mối quan hệ giữa bạn bè và người thân, chờ khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mưu sự tất thành. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Thân. Năm này Đinh Tỵ gặp sao Thái Âm, có phúc được nữ quý nhân tương trợ, có duyên kỳ ngộ, danh lợi song toàn, vô duyên đắc phúc. Người không cầu mà chuyện may tự đưa tới, nếu mảy may có ý đồ xấu xa thì chắc chắn sẽ bị khắc chế, nên thuận theo ý trời. Bình tĩnh trong mọi tình huống thì mọi vận hạn rồi sẽ được hóa giải, trong mệnh có thì không cầu mà được, mệnh hư vô thì đừng cố cưỡng cầu. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Dậu. Năm này Đinh Tỵ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc song hành, nhưng cuối năm nên đề phòng họa tiểu nhân, chuyện xui rủi không mời mà tới. Cuối cùng trời quang mây tạnh, vận tài lộc tuy tốt nhưng không tránh được hạn phá tài, nên cẩn trọng đề phòng nữ sắc,
năng kết giao bạn bè để nhờ lộc quý nhân. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Tuất. Đinh Tỵ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên nắm bắt thời cơ để thu được thành quả như mong đợi. Năm này Đinh Tỵ có thể bị bệnh vặt, hao tài, tốn của, nhưng không nhiều, các tinh nguyệt đức soi đường, có cơ hội đi xa, chớ bỏ qua cơ hội này để phát triển sự nghiệp, nên kết giao nhiều bạn bè, mở rộng mối quan hệ thân thiết với những người thành thực và đáng tin cậy. Tiền bạc là vật ngoài thân nên đừng dùng để thu phục lòng người. Vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm Hợi. Năm này Đinh Tỵ như mãnh hổ được thả về rừng, song vạn sự nên biết điểm dừng, thấy tốt thì thu chớ hàm lợi lớn, cầu tài được tài, cầu danh được danh, nếu có thất bát thì do yêu cầu quá cao. Chuyện tài lộc thuận lợi, song đại tham lam bất nhân bất nghĩa, nên làm nhiều việc thiện đức, lấy nhân đối đãi với người thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp. Giờ sinh may mắn cho tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Đinh Tỵ sinh giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Tương khắc trong ngũ hành là Tý Thủy, khắc Tỵ Hỏa, có sao Long Đức bảo vệ nên khó khăn vượt qua được về hậu vận ổn định, vui vẻ bên con cháu. Đinh Tỵ sinh giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Sao Vũ Khúc trợ lực tiền tài nên làm ăn dễ gặp thời, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Đinh Tỵ sinh giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Có ngũ hành tương sinh Mộc Dần, Tỵ Hỏa nên vận số đại phú, đại quý, tình duyên tốt đẹp. Đinh Tỵ sinh giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Được nhiều người theo đuổi, tuy nhiên, sao Thiên Cầu chiếu mệnh nên dễ gặp phải thị phi, cần chú ý hơn trong mọi mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Đinh Tỵ sinh giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Các tự Tỵ Hỏa sinh Thìn Thổ nên vạn sự cát lợi, thuận buồm xuôi gió. Đinh Tỵ sinh giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Là người thông minh, giỏi giao tiếp và có khả năng ứng biến linh hoạt, họ có sự nghiệp thành công rực rỡ, đại cát, đại lợi. Đinh Tỵ sinh giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Là người có khả năng diễn thuyết thuyết phục thích hợp với các nghề MC, hướng dẫn viên, luật sư. Đinh Tỵ sinh giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Sao Nguyệt sát chiếu mệnh nên chú ý nhiều hơn sức khỏe, dĩ hòa vi quý để mọi sự được an lành. Đinh Tỵ sinh giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Người này từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, cuộc sống giàu sang, có của ăn, của để, gia đình hạnh phúc. Đinh Tỵ sinh giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Bạn được hưởng lộc tiền tài, tuy nhiên nên quản lý tài chính tốt, tiết kiệm chi tiêu mới có nhiều tài sản tích lũy, an tâm khi có việc phát sinh. Đinh Tỵ sinh giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hỏa Tỵ sinh Thổ Tú, cuộc sống vui vẻ thuận lợi, con cháu hiếu thuận. Đinh Tỵ sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Người này gặp nhiều khó khăn, vất vả, có quyết tâm và ý chí vươn lên thì tương lai mới được thành công như ý nguyện. Ngày sinh may mắn tốt nhất của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Đinh Tỵ sinh ngày mùng 1 âm lịch, cuộc đời hanh thông, suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều bại ít, mệnh cát tường. Người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ, đạt thành sự nghiệp. Đinh Tỵ sinh ngày mùng 10 âm lịch, có cát nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền, có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lợi phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng, sầu muộn. Đinh Tỵ sinh ngày 17 âm lịch, mệnh mang quang tính, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, làm rạng danh tổ tông, hiển hách, người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều người. Đinh Tỵ sinh ngày 18 âm lịch, có gia vận thịnh vượng, tài lợi dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ an lành, một đời an yên tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Đinh Tỵ sinh ngày 20 âm lịch, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng, người có chức có quyền tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đinh Tỵ sinh ngày 23 âm lịch, thông minh, hiếu học, dũng cảm can trường, có tài có trí, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Đinh Tỵ sinh ngày 25 âm lịch, thông minh hiền năng, nhanh nhẹn hoạt bát, là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Đinh Tỵ sinh ngày 30 âm lịch, có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, thành đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết.
Vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Đinh Tỵ 1977, cụ thể như sau. Đinh Tỵ vốn tư chất thông minh hơn người, danh lợi, linh hoạt, biết ứng biến tùy thời cơ, họ là những người hiểu sự đời, nhìn thấu lý lẽ, ẩn giấu bên trong, biết cách để tạo mối quan hệ với mọi người, cũng biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình. Với tài năng như vậy, có lẽ nhiều người đều tưởng rằng người tuổi Đinh Tỵ vận mệnh vô cùng tốt đẹp, nhưng đâu phải năm sinh quyết định tất cả, còn nhiều yếu tố khác định đoạt vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ. Ở đây, Minh Đường Tử Vi sẽ dựa vào tháng sinh âm lịch để đoán định người tuổi Đinh Tỵ có vận mệnh như thế nào tùy theo tháng sinh. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, là Tết Tân Xuân, người tuổi này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu, có thể nói. Người này không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều, tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến. Dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều kiện, tiền đồ không được thoáng đãng, chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời của người này, hiếm khi nào được quý nhân phù trợ, tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó, vì khi truyền sức mình muốn giành được thành công mà chẳng mấy dễ dàng, nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá, tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói tới chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Người tuổi này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt, tùy theo từng tình huống, tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, người tuổi này là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh, dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này, cũng khiến cho bao người thầm mong ước họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại được quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là Tết Mang Trùng, người tuổi này có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại, để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cát lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, người tuổi này có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho tài lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn, có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ dám làm, có tố chất lãnh đạo, dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả, khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết Lập Thu, người tuổi này tính tình ôn hòa,
nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, chí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi nhờ tài năng đức độ, tích đức, hành thiện. Người tuổi này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý, trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người tuổi này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí. Song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bệnh chí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết Lập Đông, người tuổi này có tâm hồn cao đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đỗi bình thường, họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công, nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng, người tuổi này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng tốn thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời, thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, thế nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết Tiểu Hàn, trời giá buốt, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có cát tinh cao chiếu, nhưng cũng khói lòng vạn sự như ý, sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, có trước có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác, hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi. Hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ.
bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 3. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi giày vò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tịnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống, chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chí mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ. Đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó. Khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị. Làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.